Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU cho biết, trái đất đã trải qua 12 tháng có nền nhiệt cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với sự thúc đẩy của hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng trên khắp hành tinh, khiến năm 2023 có thể là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong 100.000 năm qua. Các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục kéo dài sang năm 2024, đồng thời xác nhận rằng trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, nhiệt độ trái đất đã cao hơn 1,52 độ C so với mức chuẩn của thế kỷ 19. Cũng theo cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus, thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất từng được ghi nhận và đây cũng là tháng thứ 8 liên tiếp nhiệt độ ở mức cao kỷ lục. Theo đó, nhiệt độ trong tháng 1 vừa qua cao hơn 1,66 độ C so với ước tính trung bình của tháng này trong giai đoạn 1850-1900, thời kỳ tiền công nghiệp. Chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, thời tiết tại tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp, sáng sớm trời có sương mù, ban ngày có nắng. Nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm qua, phổ biến từ 22 đến 28 độ C. Sang đến ngày mai, ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, do ảnh hưởng không khí lạnh, trời sẽ chuyển. Dự báo khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh, một số nơi có hửng nắng yếu. Nhiệt độ giảm hơn hôm nay và dao động ở mức là từ 20 đến 27 độ C. Trong đêm 30 Tết, đêm giao thừa, có lúc có mưa xuân, mưa nhỏ gián đoạn. Khả năng ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết, khu vực Quảng Ngãi được dự báo sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, có mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Thị xã Đức Phổ, có mây, trời mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh. Lý Sơn, mây thay đổi, có mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị, theo dự báo của Viện Nghiên cứu Hải sản, từ nay đến ngày 15 tháng 2, ngư trường khai thác cá ngừ đại dương sẽ tập trung ở ngư trường huyện đảo Hoàng Sa xuống tới phía Nam Biển Đông. Vì thế, bà con vươn khơi xuyên Tết có thể lựa chọn những khu vực này để khai thác. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai sẽ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió cũng sẽ hoạt động ở mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, dự báo trong đêm nay và ngày mai có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét, có mưa rào và dông kèm theo. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Lý Sơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo sẽ có gió giật cấp 6. Sang đến khoảng trưa chiều, mùng 1 Tết, gió sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đánh bắt trong điều kiện sóng lớn gió mạnh, bà con phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Với gió cấp 6 trở lên, các tàu có công suất nhỏ dễ bị chao đảo và nếu bất cẩn có thể bị lật chìm. Bà con lưu ý cần chuẩn bị sẵn các thiết bị, vật dụng trước khi ra khơi để đảm bảo an toàn. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Ngày mai, ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 tháng Chạp, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo trời không mưa, ngày nắng. Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, tức từ mùng 1 đến mùng 8 Tết, khu vực này được dự báo có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh, ngày có lúc nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét, đêm rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.
Lâm Đồng có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C.